Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn mang thích Chí Lâm, xin chào cô chú chị và các bạn cần xa nha. Đang có thích lô bò thịt gì cô chú chị, có bò thịt lớn này thì alo mình nha, mình đi lò mổ nha. Rồi nói giá cho cô chú anh chị, cái lô này là 6 con ba bê cực đẹp luôn. Bò nằm 9 tháng rồi nha. 9 10 tháng bò rồi. 6 con. Một con bông với 5 con đen. Mẫu bò siêu độ đẹp nha. Thì 6 con này giá rất là mềm cô chú anh chị. Bò lỡ bự 9 10 tháng tuổi rồi. Xương sóc lớn, chiều cao nó gần 1m2 bò rồi. Lô này là 6 con ba bê nha. Đây con thứ nhất. Có một con ba bê bông, còn như là ba bê đen có con ba bê xám. Giá 18 triệu nha. Lô này là 6 con này 18 triệu con. Chú anh chị thấy vừa ý con nào thì mình mua con đó, mẫu bò lực nha. Xương sóc lớn, ba bê mà xương lớn. Giá 18 triệu một con. Cô chú chị có bò kem nữa nha, bò kem gì cũng nhiều nha. Hết rồi, sơ lược bò kem cho cô chú anh chị xem. 6 ba bê. Rất lực. Giá 18 triệu con nha, lô này là đồng giá 18 triệu một con. Mình bắt cái lô bò thịt lớn nha. Có bò. Cô chú anh chị có bò lớn ha, lô mình nha. Sáu con ba bê này đồng giá là 18 triệu. Mình đừng ý con nào thì mình mua con đó. Chân móng là mình bao hết. Chân móng rất là đẹp. Cô chú anh chị cần bò kem thì liên hệ với mình, bò kem cũng rất là đông. Bò đực, vỗ éo, cái rồi cũng có luôn. Trại gì rất là đông nha. Giá từ 11-12 triệu cho tới 22 triệu một con đực nha. Còn một cái thì nó tầm từ 10 tới 15 triệu. Rồi xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại bò nha. Chúc cho cô chú anh chị chăn nuôi thành công. Lô 6 MB này đẹp.